Sáng ngày 29 tháng 2 vừa qua, tại chùa Pháp Bảo, phường Minh An, thành phố Hội An đã diễn ra lễ hàng thuận cho đôi Phật tử Đặng Vũ Thọ, pháp danh Nhuận Phước và Nguyễn Thị Duyên Hà, pháp danh Nhuận Hải. Quan lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Hạnh Chơn, Hòa thượng Thích Hạnh Niệm, đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Thượng tọa Thích Phước Minh, Phó Ban trị sự kiêm trưởng Ban giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng Trường Phật học Quảng Nam, cùng chư tôn Đức Tăng Ni đến từ các tự viện trong và ngoài thành phố Hội An, quý đạo hữu Phật tử, hai bên họ hàng nội ngoại, bạn bè thân hữu của cô dâu chú rể. Mở đầu buổi lễ, chư tôn Đức đã tác lễ cầu an cho đôi Phật tử. Đại diện gia đình đã có lời tác bạch cung thỉnh chư tôn Đức chứng minh tác lễ hàng thuận cho hai cháu. Tiếp đến, đôi bạn trẻ, cô dâu và chú rể đã đảnh lễ tam bảo, cha mẹ hai bên đảnh lễ tôn trọng sự bình đẳng giữa vợ chồng và dâng lời phát nguyện trọn đời yêu nhau, suốt đời thâm tín chư Phật và phụng sự tam bảo, luôn luôn xứng đáng là người Phật tử chân chánh trên con đường hướng thiện và hành thiện. Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Hạnh Niệm có lời chúc phúc và nói rõ ý nghĩa hạnh phúc vợ chồng theo tinh thần kinh Thiện Sanh. Chúc cho hai cháu được sức khỏe, trên đường đời được phận sự an lành, tất cả thì được các đường như ý. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả việc quý vị, theo lời của Đức Giảng Đời, vợ chồng tốt trăm năm hòa, con cháu hiền phải kiếp vinh quang. Hòa thượng Thích Hạnh Niệm cũng đã chỉ dạy về bổn phận của vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, con cái đối với cha mẹ, để từ đó xây dựng hạnh phúc bền vững. Cũng tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Chánh Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Phật học Quảng Nam có lời huấn từ khuyên dạy đôi bạn trẻ về ý nghĩa của đôi nhẫn cưới và tạo dựng hạnh phúc vợ chồng. Nhẫn không phải là sự khám chịu trong đau khổ, trong phiền não. Nhẫn ở đây có nghĩa rằng là mở lòng ra, chúng ta thay đổi góc nhìn, đứng ở góc nhìn người vợ, đứng ở góc nhìn của người chồng để biết thông cảm cho chồng, chồng đứng ở góc nhìn của người vợ để biết thông cảm cho vợ. Và khi chúng ta thay đổi góc nhìn, nhìn đầy đủ thì cuộc sống của chúng ta sẽ thấy được bầu trời rộng bao la. Qua việc nêu lên ý nghĩa đôi nhẫn cưới, Thượng tọa nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thương yêu, bao dung, thường xuyên lắng nghe nhau để tạo dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Phần ý nghĩa nhất trong buổi lễ, đôi Phật tử đã trao nhẫn cưới cho nhau, chư tôn đức đã trao chứng nhận lễ hàng thuận và tặng quà chúc phúc. Từ đây, hai Phật tử đã chính thức nên duyên trong sự chứng minh của Tam Bảo và niềm hoan hỷ của tất cả mọi người. Cuối buổi lễ, đôi bạn đã phóng sanh, thả bong bóng cầu nguyện hạnh phúc bền lâu và thiết lễ trai tăng cúng dường trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người.